Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với Lạ Đà Lạt. Mình là Văn Ý. Thì thời gian vừa qua mình có tìm hiểu được một số thông tin khá thú vị về chợ Đà Lạt. Những thông tin quý giá, tư liệu quý giá, những bài báo, những cuốn sách về nghiên cứu về Đà Lạt. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cái lịch sử hình thành của chợ Đà Lạt, một trong những điểm nhấn của thành phố, một nơi giao thương buôn bán sầm uất từ trước tới nay, và có những điều mà không phải ai cũng biết. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn vui vẻ cùng những thông tin mà Lạ Đà Lạt cung cấp nha. Nếu như có thiếu thông tin nào, lỡ là Đà Lạt có nói sai thông tin nào thì hãy sửa, hãy để lại bình luận để chúng ta biết thêm những thông tin chính xác, chứ đừng có chửi nha, đừng có bắt kỳ thằng này mày không biết gì về Đà Lạt, mày chỉ sống ở Đà Lạt có 12 năm thôi mà mày ABC, thì mình khá là buồn. Thời gian vừa qua thì tự nhiên có nhiều người vào chửi quá, mà không phải là người ta chửi theo kiểu góp ý, mà là người ta đang sỉ nhục, rất là buồn. Nhưng mà không sao, có một số thông tin thú vị ở cái chợ Đà Lạt này. Nếu như mọi người biết rồi, tất cả mọi người biết thì tuyệt vời quá. Và bây giờ hãy cùng Lạ Đà Lạt đi tìm hiểu nhá. Hiện tại thì Lạ Đà Lạt đang đứng ở bên cạnh cái công viên ánh sáng. Ở phía trước đây là cái bùng binh chợ Đà Lạt, hay còn gọi là chợ đêm, cái tên quá quen thuộc với khán giả, với du khách thập phương. Ở phía đây bên phải là cầu Ông Đạo và công viên ánh sáng. Và mọi người biết không, chợ Đà Lạt hay là cái chợ, nguồn gốc hình thành của nó, ban đầu nó chỉ là một cái khu chợ tự phát tại cái chân cầu Ông Đạo ở phía dưới này, mà người Pháp gọi là khu làng của người An Nam. Có những cái chợ nhỏ lụp sụp. Thì hình như có vẻ như là cái thời gian đó là cái thời gian mà cái tên chợ Âm Phủ ra đời. Tại vì lúc đó người ta còn sử dụng đèn dầu và giao thương buôn bán vào buổi chiều tối. Thì sau khi mà Pháp lên ở trên Đà Lạt và vào năm 1929 ấy, thì bắt đầu người ta mới rời cái khu chợ tự phát, khu chợ An Nam này, lên cái ngọn đồi, đỉnh đồi cao nhất tại Đà Lạt. Ở cái vùng này là cái khu vực Hòa Bình, gọi đó là chợ cây Hòa Bình, tại vì ở đó người ta dựng chợ bằng những cái cây. Cây, tôn, mọi thứ. Nhưng mà sau khoảng 2 năm ấy, thì năm 1931 ấy, thì cái chợ cây đó bị cháy. Lúc mà mọi người rời từ dưới khu chân cầu Ông Đạo đi lên ấy, ở trên cái đỉnh đồi ấy, thì giao thương mọi thứ nó sầm uất hơn, người ta buôn bán thuận lợi hơn. Có vẻ là cái địa thế thuận lợi ở phía trên nó làm cho giao thương nó phát triển sầm uất. Hiện tại thì bây giờ là vào chủ nhật, cho nên là buổi sáng đi ra đường khá đông, khi mà khách du lịch lên Đà Lạt chơi cũng khá nhiều. Lúc này thì ở bên phía bên trái, lúc thời bấy giờ đấy, năm 1929, bên phía bên tay trái thì đã có cái khu phố cổ rồi, khu phố cổ ấp ánh sáng. Thời gian đó thì người dân ở tứ xứ, người ta đến, người ta di cư vào Đà Lạt để sinh sống và lập nghiệp rất nhiều. Thậm chí còn có cả những khu thương mại người Hoa nữa, người ta giao thương rất sôi nổi, thuận lợi. Năm 1931 thì khu chợ cây nó bị cháy, và đến năm 1937, mấy năm sau đó thì người ta xây lại khu chợ rộng đẹp khang trang, và hiện nay là rạp hát Hòa Bình.
Nhưng mà vì người dân người ta đã quen với cái tên gọi chợ cây rồi, thì thời điểm đó mặc dù cái khu chợ mới này, khu chợ khang trang này vậy đấy, nhưng mà người ta vẫn quen gọi nó là Rạp Hát Hòa Bình. À, người ta vẫn quen gọi là chợ cây. Thì hiện tại Rạp Hát Hòa Bình không biết là có còn hoạt động để làm rạp chiếu phim nữa hay không, khi mà Đà Lạt đã có những rạp chiếu phim rất lớn ở ngoài chợ đêm, ở ngoài quảng trường nhất, xin lỗi, ngoài quảng trường. Đó, nhiều khi mình đi mình nói trong đầu thì nghĩ một kiểu mà ngoài thì nói khác. Thì cái khu chợ này khi mà được xây dựng thì nó nguyên hình vẹn như vậy luôn. Và ở giữa cái trung tâm này, hội trường này, cái chợ này thì người ta có một cái biểu tượng, có một cô gái người dân tộc cùng với một chàng trai. Cô gái đeo gùi, chàng trai thì cầm cái lao đang nhắm vào một con hổ. Đó là biểu tượng của thành phố Đà Lạt thời điểm đó. Vào những năm 1958 thì lúc đó dân số Đà Lạt đã tăng lên rất là nhanh rồi, và bắt đầu tỉnh trưởng thời đó đã cho quyết định xây dựng một khu chợ mới ở phía khu vực dưới này, và hiện tại là chợ Đà Lạt vào 1958. Chợ mới thì được xây dựng làm 3 tầng. Cái Rạp Hát Hòa Bình này nó sở dĩ có tên gọi Hòa Bình á, là vì sau khi mà chợ mới đã hoàn thành thì người ta cải tạo cái rạp hát này để làm nơi chiếu phim. Cùng với đó thì người ta xin chính quyền thời đó dựng thêm những ký ốt xung quanh để có thể bán buôn và thêm nguồn thu nhập để bù lại kinh phí duy trì cái rạp phim phía bên trong. Thì cái công ty mà cải tạo nên cái Rạp Hát Hòa Bình này á, thì nó có tên là Hòa Bình, do người Hoa thành lập. Và người ta được hợp đồng khai thác cái rạp hát này trong vòng 25 năm. Người ta xây dựng các ký ốt. Thì cái tư duy của người Hoa, người ta đến đâu người ta vẫn hiền lành, hiền hòa như vậy. Nhưng mà người ta kinh doanh rất là giỏi. Người ta có những cái kiểu kinh doanh nó cực kỳ hay, cực kỳ giỏi. Thì ở khu bên này, thời điểm đó còn có những cái trung tâm, những cái khu thương xá của người Hoa. Và những ký ốt ở bên này vẫn đang được bày bán cho thuê cho tới hiện nay luôn. Hiện tại mình thấy có rất là nhiều cái bảng, những cái khung có thể là làm bảng hiệu để quảng cáo ở phía trên thì phải. Còn cái khu vực ngay đây, ngay chân cầu thang này thì người ta thường gọi là gì nhỉ? Khu chợ đồ cũ, tại vì buổi chiều thường xuyên có bán buôn đồ cũ ở đây. Mình sẽ dựng xe ở đây, à không, để xe ngoài vành, là mình sẽ tìm một cái chỗ để trong vành chui vào một cái. Ở đây buổi chiều tối thì thường thường bán chợ đồ cũ, người ta sẽ quay ra cái bạt này người ta bán. Nhưng mà lâu giờ thì không biết người ta còn bày bán như vậy nữa không. Các bạn trẻ lên Đà Lạt cũng rất thích đến đây ngồi uống những ly cà phê cóc ở bên cái vỉa hè này này. Các bạn có ra ngoài những chụp hình, check in thì các bạn có ra đây ngồi uống cà phê chill như vậy. Bên góc này cũng vậy, có những quán cà phê 1989 này. Một góc nhỏ cà phê các bạn trẻ vẫn thích ngồi. Đây là cái khu chợ Đà Lạt đã được xây dựng từ năm 1958. Khu chợ thì được xây dựng làm 3 tầng. Hơn diện tích gần 1.600 m² cho một tầng. Thì người ta chia ra cụ thể ở cái tầng số 1 phía dưới là để bán thực phẩm tươi sống. Ở phía trên thì là vải vóc tạp hóa. Ở khu vực tầng thứ 3 thì để làm khu vực giải trí. Cái cầu này sau này mới được xây dựng. Thì cái bản thảo về cái khu chợ đã được phê duyệt và người ta xây dựng như vậy. Bốn góc thì có những cái cầu thang lên xuống.
Và cái khu chợ ở Đà Lạt này nối với cái khu vực phía trên Hòa Bình này bằng một cái hàng cầu thang nổi tiếng, mọi người đã thấy ở bên đó. Cầu thang nổi ra khoảng 17 mét và có 3 cái chặng nghỉ. Còn cái chỗ này là cái chỗ mà rất nổi khi mà mọi người chụp hình Hồng Kông, Hồng Đồ các kiểu ở đây. Thì bây giờ người ta đã ráp cái trụ sắt này để bỏ thêm mấy cái cây lên. Thì các bạn sẽ không tự được vào đây để chụp hình như hồi trước. Khu chợ Đà Lạt từ thời xưa thì nó sẽ từ cái ô này đổ về sau này thôi. Còn ở cái phía kia là cái khu B được xây dựng sau này. Thì trong đang lúc năm 1958 đang bắt đầu khởi công xây dựng, thì năm 1959 ấy, thì Tổng thống Ngô Đình Diệm có đề nghị là phải có một cái sự kết nối giữa chợ cũ và chợ mới, giữa chợ mới Đà Lạt này và cái chợ cũ là Rạp Hát Hòa Bình này. Thì phải có đề xuất là phải có sự kết nối của nó. Mặc dù là cái sự kết nối đó trước đó là có một cái hàng cầu thang rồi, trên bản vẽ rồi, nhưng mà Tổng thống yêu cầu cần có sự kết nối để có cái sự gắn kết giữa cái cũ và cái mới. Thì cũng ngay sau đó thì kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vừa từ Pháp trở về và đích thân chỉnh sửa cái khu chợ mới này, và đặc biệt là cái phần cầu thang này được thêm vào. Cái phần cầu thang này được thêm vào để nối khu chợ cũ và khu chợ mới. Và chúng ta sẽ đi vào. Hiện tại thì ở trong cái khu chợ mới, chợ Đà Lạt này vẫn đang bán vải vóc, gấm vóc, lụa là, quần áo từ thời xưa. Là lầu 2 này để bày bán vải vóc, quần áo. Thường thì không chỉ khách du lịch đến đây có thể mua sắm quần áo, người dân Đà Lạt người ta cũng có thể ra đây để mua áo, quần, hoặc là sẽ may đo ở những cái tiệm may lâu đời ở Đà Lạt. Thì ở khu chợ sẽ có những cái cầu thang đường nối lên như vậy. Mọi người thấy không? Hơi loạn nè. Ở bên này đường lối lên, bên này đường lối xuống. Nó chéo nhau, nó sát nhau như vậy. Và khi mà kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế thêm cái chợ ở cái phần cầu thang, cái công viên mà có chiếc đồng hồ ở bên phải, ở khu khi đường ở bên, nếu mà đi từ ở ngoài bờ hồ vào là bên trái có của chợ có khu công viên ấy, thì kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã thêm những cái phần đấy vào bản thiết kế và nó hoàn thành cho tới bây giờ. Thì việc mà thêm vào những cái bản thiết kế như vậy, nó là đội chi phí của khu chợ lên, đã đội chi phí từ 30 triệu đến 35 triệu, phải thêm 5 triệu đồng thời điểm đó để có thể hoàn thành được cái bản thiết kế. Hiện tại thì chợ Đà Lạt có cái tên chính thức là chợ Đà Lạt từ về sau này. Thời điểm sau này khi mà khách du lịch đông lên ấy, thì người ta có cái tên gọi có thể là thân quen hơn là chợ đêm. Khi mà nó khai thác về đêm cho khách du lịch quầy hàng bán buôn ở đây. Còn buổi sáng phần lớn người dân Đà Lạt vẫn ra đây trao đổi mua bán hàng hóa, bông nè, rồi trái cây ở những cái khu vực này, khu vực bên này là trái cây. Ở trong này thì chợ về nông sản. Ở phía dưới, phía sau thì là chợ về buổi sáng là chợ hầm. Bây giờ là những cái đồ tươi sống bán ở phía sau, khu chợ khu B. Và sau đó, vào năm 1993, sau khi mà kỷ niệm 100 năm tìm ra Đà Lạt, thì chính quyền sở tại đã cho xây dựng thêm cái khu B như mình nói ở phía sau, cái khu chợ Đà Lạt. Và tổng thể chúng ta có một khu chợ có sự gắn kết hòa quyện
mang dấu ấn lịch sử từ thời đó cho tới giờ. Và cách đây ít năm thì cái khu trung tâm thương mại chợ mới, đây chợ mới nhiều quá nhỉ ha, chợ Đà Lạt ở đây rồi, sau đó thì cái khu trung tâm thương mại, khu Colin ở phía trên đó đã được xây dựng và cũng có rất là nhiều kiosk bán luôn ở đó, và người ta gọi ở khu đó hiện tại là khu chợ mới. Ở đây thì có hai cái tên gọi cho chợ Đà Lạt, người ta thì có thể kêu là ra chợ Hòa Bình. Ra chợ Hòa Bình thì cũng là ra đây thôi, ra chợ đêm hay là ra chợ Đà Lạt. Với những người Đà Lạt thì người ta sẽ quen gọi là ra chợ Đà Lạt hơn. Nếu như đi vào trong này thì nó khá lạc lối. Ngoài ra thì người ta có xây thêm những cái mái hiên ra với những cột trụ chống như thế này này để che nắng mưa ở phía dưới. Còn sau này về sau thì người ta nới ra cho bán buôn ở phía bên ngoài. Bữa nay có sự thay đổi mới ở chợ đêm, ở chợ Đà Lạt, đó là cái hàng bảng hiệu này người ta làm gọn lại, nhìn khang trang, nhìn gọn lại đều nhau và nó sẽ không bị rắm rối to quá. Thì sau khi mà cái chợ Đà Lạt được đưa vào sử dụng hoàn thành như vậy thì lúc đó cái rạp hát Hòa Bình được chuyển đổi công năng sử dụng và biến thành rạp chiếu phim. Ở trong này là các quầy hàng đặc sản, đi vào đây là thơm sực nước mũi, không biết đường về luôn. Mình rất là vui khi mà cái khu B xây dựng ấy thì người ta tuân thủ cái nguyên tắc thiết kế của các kiến trúc sư thời đó về cái khu chợ Đà Lạt này. Kiến trúc sư Nguyễn Duy Đức, có phải không nhỉ? Mình không chắc chắn với thông tin này. Người có bản vẽ thiết kế cho cái khu chợ này. Mình đang đi lên qua ba nhịp cầu thang để lên được với lầu 2 lúc nãy. Và đi vào đây dễ lạc lắm. Mình đi nhiều rồi vẫn bị lạc. Bây giờ không biết là lối ra cái lối ra cái cầu là ở góc nào nữa đây. Xung quanh đây toàn mùi vải vóc, mùi của gấm vóc lụa là. Đi chút xíu mà mệt bở hơi tai luôn. Nãy giờ là mình đi một vòng vòng, mình còn chưa biết cái lối ra chỗ nào này. Hình như đây, không phải. Đây là cái cầu để nối ra cái khu B, được xây dựng vào năm 1993. Cái khu B này được xây dựng vào năm 1993. Tổng thể khu chợ Đà Lạt cũ là từ cái khu này đổ về trước. Đấy, nãy giờ mình đi xong mình lạc luôn, mình không biết cái lối ra luôn. Thì ở đây cũng có những cái cầu thang nối giữa khu A và khu B ở đây, và kinh doanh cũng rất là sầm uất. Bên này có một cái hàng phượng tím đẹp này. Bây giờ mình không tìm được lối ra luôn rồi này. Đi vào đây là lạc lối luôn. Vào đây giống như bị mất phương hướng, không biết cái lối ra cái cầu là hướng nào luôn. Mình nhớ là nó sẽ nằm ở đâu bên tay phải. Đây, lối ra. Ê, nhưng lối ra này không phải lối ra cầu. Hình như là bên này thì phải. Bị loạn rồi. Đây rồi, trời ơi là trời. Bây giờ mới có lối ra rồi. Nãy giờ đi loạn hết. Loạn hết ra.
Ngày xưa thì cái khu tầng 3 sẽ là nơi phục vụ giải trí, nhưng mà sau đó hình như là người ta cho thuê làm cà phê và nhà hàng ở đây, lối lên cũng ở đây. Còn có những lối lên ở phía trong chợ ấy thì đã bị chặn lại rồi. Cái góc chụp mà gần như ai lên Đà Lạt cũng qua chụp. Nhiệt độ bây giờ vào khoảng 24 độ, trời nắng, ấm áp, để cho một cái ngày nghỉ cuối tuần nó thú vị tại Đà Lạt. Thời gian trước thì cái chỗ ngay cái cầu tiếp giáp với chợ Đà Lạt và cái chợ cũ Hòa Bình, người ta bán đồ cũ rất là nhiều. Chợ đồ cũ, một cái quầy nhỏ ở đây, nhưng mà sau này bị giải tỏa rồi, bị người ta ấy, tại vì nó khá lộn xộn ấy, nó mất thẩm mỹ, mất mỹ quan, thì bây giờ đã được người ta giải tỏa. Bên này nguyên có một hàng, một rừng phượng tím được trồng ở đây, 20-30 cây phượng tím. Đó là một vòng đi quanh chợ Đà Lạt, những cái thông tin thú vị mà mình có thể tìm hiểu được. Cách đây 1-2 năm gì đấy, cũng là những cái lúc mà tìm hiểu về chợ Đà Lạt để làm video thì mình không tìm hiểu được những thông tin này. Và tất nhiên rồi, vẫn còn những thông tin thú vị mà mình có thể bỏ sót. Cho nên nếu như được, mọi người đừng quên chia sẻ những cái thông tin quý giá đó để cho chúng ta cùng tìm hiểu thêm về thành phố Đà Lạt nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới. Bye bye. Bị chửi nhiều quá rồi, giờ buồn rồi. Mà lại chửi theo kiểu là xúc phạm ấy. Buồn chứ.